Chào các bạn nhé. Hôm nay kênh tiếng Việt về một chiếc máy chiếu siêu to, siêu khổng lồ. Đây máy dạng siêu to, siêu khổng lồ. Kênh tiếng Việt bán toàn là loại siêu to, khổng lồ. Hãng Panasonic nhé. DZ680. Đấy, con này Full HD. Full HD cộng chứ không phải Full HD nhé. Full HD cộng thôi. À. Đây là hàng VIP. Hai đèn nhé. Công nghệ DLP. Độ tương phản con này nó là 2500/1. Độ sáng là 6000 lumen nhé. Còn hình thức còn rất mới. Đẹp, bóng bẩy. Mặc dù nhé, nó sản xuất năm 2013. Hồi đấy của nó là 16.000 đô. Thời đấy nó mấy trăm triệu. Các cổng kết nối cái này nó giữ gìn rất là đẹp này. Các cổng kết nối nó vẫn còn đẹp, lung linh hầu như nó không có một vết gì. Bọn Nhật nó ít dùng. Đẹp. Hộp nhái bóng bẩy, không có một cái gì để máy chiếu mà bọn Nhật giữ cẩn thận. Quá đẹp luôn. Con này nặng được khoảng hơn 16 cân. Nó khủng luôn ấy. Một trong những con máy khủng khiếp. Con này nó dùng cho hội trường, cho doanh nghiệp, cho hội trường. Còn nếu mà dùng gia đình như kiểu như mình nên đang dùng thì nó quá đẳng cấp. Đây. Xem ban ngày sáng trưng đẹp. Con này thì mình cũng đây kia có một con nữa này. Mình thì toàn bán hàng khủng. Đấy, hai con giống nhau. Đây là mình sẽ giới thiệu luôn các bạn qua luôn. Mình sẽ mở mấy kênh YouTube với tiếp cho nó sống động tí các bạn xem. Xung về những con mà xem này xem gia đình thì nó quá khủng khiếp rồi. Con để xem thì không thể không một từ nào tả ra đâu. Công nghệ DLP nó led nét sâu luôn. Độ sáng thì nó quá sáng. Thấy nó đẹp quá là đẹp. Đó, bừng. Đây mình đang mở khoảng hơn 100 inch, tầm 101. Đấy, nhưng mình kéo kịch cho nó khoảng 104, 101 thôi, các bạn xem. Con này các bạn cũng bảo thoải mái là 400 inch chứ không phải như này. Quá đẹp. 6000 lumen, đèn của nó là dễ thay thế nhé. Đèn của nó là đèn con này sau này rất dễ thay thế, nó chỉ có chưa đến 1 triệu cái mà. Là 60A, LAD 60A nó rất là dễ dàng thay thế cho các bạn. Các bạn mua những con này thì sau này các bạn sẽ an tâm, không phải suy nghĩ về vấn đề đèn. Con này là chiếu của nó đây, thì mình sẽ quay nó chiếu của nó. Đây, của nó là 583 giờ các bạn nhé. Đây. 583 giờ. Lẹt thật như vậy. Đây mình đang quay cách xa khoảng tầm 80 cm. Các bạn thấy nó không có một cái pixel nào nó hiện lên. Nó mịn. Mịn còn hơn TV 1080. Mình đánh chiếu trên tường. Đây là mình đánh chiếu trên tường. Tường nhà mình. Rồi, con này thì nói giá luôn cho các bạn. Con này mình bán là 23 triệu nhé. 23 triệu.
một em máy. Bảo hành các bạn 3 tháng nhé. Là anh em nào mà không lấy bảo hành hoặc là nên trực tiếp nhà mình xem, bao giờ có hữu nghị giảm vài triệu nữa nhé. Nên xem trực tiếp, xem mở xem trực tiếp đây, mình có rất nhiều máy nhé. Toàn máy VIP thôi, máy của mình toàn Full HD, Full HD cộng chứ không có máy. Đây, con này 5.000 căn lông này, con này 6.000 này, còn cái 6.000 này còn rất nhiều con nữa mình cất trong kho nữa, 4.000, 6.000, 6.000 rưỡi, 3.000 mấy con siêu gần loại kia các thứ này, đầy 3.000, 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
này thì các bạn tự tin các bạn xem ở gia đình, thay tivi đẳng cấp luôn nhá. Các bạn nào mà lên tận nhà mình xem trực tiếp thì bao giờ có giảm giá, giảm giá sâu cho các bạn xem, lên giao lưu xem trực tiếp, hình ảnh trực tiếp xem sướng. Đây, quá đẹp, một em quá đẳng cấp. Quá là đẳng cấp. Rồi, em này là 23 triệu vì cái đèn nó chiếu 583 giờ. Em kia 25 triệu này, đèn nó chiếu được 300 giờ. Thực ra lúc đầu nó chỉ có chiếu được hơn 100 giờ nên mình xem. Mình để mình xem bây giờ nó được 320. Con này được 508. Cho nên là giá nó rẻ hơn tí. Đấy. Giảm đi cho 2 triệu để các bạn có thể mua được cái đèn mới. Mua được hai cái đèn mới của các bạn. Ở dưới đây, đây là mình đánh chế độ thường, chế độ eco thì các bạn có thể là nó rất là nhẹ nhàng. Đây này, nó chiếu đẹp không? Đấy. 23 triệu nhá. Khuyến khích các bạn lên thành phố Bắc Ninh chơi, tham quan xem trực tiếp nhá, giao lưu. Rồi, xin chào các bạn. Bạn nên cứ còn liên hệ 0934 337 337, kênh tiếng Việt chuyên máy chiếu với các loại máy, mình sẽ post lên kênh của mình những đồ độc đồ lạ. Anh em yêu thích hình ảnh thì nói chung dùng những máy chiếu này là anh em chán tivi luôn, chấm hết tivi luôn. Rồi, xin chào các bạn.